Sô Lan rừng Linh Yến, chúng em xin kính chào tất cả các bác, cô chú, anh chị em yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là phiên buổi chiều ngày 30 tháng 11 năm 2019. Sô chúc em có về mặt hàng kiếm tiên vũ của chú anh chị nhé. Hàng kiếm tiên vũ, hàng rất chi là xanh, rất chi là đẹp. Vâng, địa chỉ của sô chúng em là ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và sô chúng em có 3 số điện thoại để liên hệ. Số thứ nhất là số 0947977186, và số thứ hai là số 0912532056, và số thứ ba là số 0353351567. Vâng, cả ba số đều có Zalo của chú anh chị nhé. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua ba số điện thoại đó, hoặc nhắn tin qua Zalo, qua SMS, chúng em sẽ lắng nghe và trả lời các đơn đặt hàng của chú anh chị ạ. Vâng, như một cái loài kiếm tiên vũ bây giờ rất chi được ưa chuộng, rất chi được ưa chuộng để trồng ở dưới nền gạch đây. Em trồng rất nhiều nhưng mà đã bán hết rồi, các người họ cứ đến họ bê hết luôn. Bây giờ còn có từng này chậu thôi, rất chi là ít. Cách trồng của em thì cũng rất đơn giản thôi. Rằng cố định này thì cây sẽ rất chi là đẹp, rất chi là khỏe. Em có trồng vào cả cái chậu này, chậu nhựa đen này, đây. Các bác chú ý bây giờ nó đẻ rất chi là nhanh, một lúc hai mầm luôn. Đấy, kiếm tiên vũ thì trồng quanh năm được các bác nhá, nó do cái giá hành, do cái mầm của nó này. Đây, em mới trồng này, phát triển rất tốt. Đấy, các bác có thể trồng vào chậu treo, trồng vào chậu treo hoặc là trồng vào các chậu đất để đặt ở dưới đây. Ở trên thì các bác treo các phi điệp hay lan gì đó. Em mà trồng thì rất là nhiều kiếm. Đây, hầu như là vườn em là kiếm và phi điệp luôn. Tầng 2, tầng 3. Vâng, kiếm thật sự là từ trước đến giờ là rất chi được ưa chuộng vào thời điểm này. Nên là kiếm rất chi là chạy, bán rất chi là chạy các bác nhé. Vâng, hoa kiếm thì đây, hoa kiếm tiên vũ thường thì mặt bông của nó là đây các bác nhé, đây là bông lưỡi cam. Đấy, hoa kiếm tiên vũ thì nó rất chi là mặt hoa đa dạng, rất nhiều mặt bông có giá trị, có giá trị đấy ạ. Tính bằng tép người ta cũng tính là tiền triệu tép. Đấy. Rồi. Nhiều mặt bông lắm, kiếm tiên vũ thì rất chi là nhiều mặt bông, đa dạng mặt bông, có rất nhiều bông có giá trị. Và hôm nay cuối tuần shop chúng em sẽ giảm giá hàng về rất nhiều của chú chị, là hàng vừa về em vừa lấy về rất nhiều hàng đó. Mà hôm nay chúng em sẽ giảm giá ngày cuối tuần, giảm giá xuống còn 110.000 trên 1 kg. Và các bác nào mua từ 10 kg trở lên, số chúng em bán với giá là 90.000. Đấy, giảm giá rồi các bác. Đến siêu tầm. Thì chúng em thì bán kiếm thì quanh năm rồi. Em thì chuyên về kiếm tiên vũ. Đây ạ. Các bác về cứ trồng theo cái kiểu của em đấy, hàng rất xanh rất đẹp các bác nhá. Các cái lá này là không phải là nó bị vàng chết mà nó nắng. Kiểu vàng của nó như thế, đây cả thân cả củ nó cũng vàng. Vâng, số chúng em bán với giá trong ngày hôm nay và ngày mai, chỉ có 2 ngày thôi, ngày thứ 7 và ngày chủ nhật, là chúng em bán giảm giá xuống là 110.000 trên 1 kg. Và 10, các bác mua từ 10 kg trở lên, số chúng em bán với giá là 90.000 cho cái số hàng xỉ, hàng nhiều, hàng lớn ấy, từ 10 kg trở lên. Vâng, ngoài mặt hàng kg ra, chúng em còn có mặt hàng đơn. Đây, các mặt hàng đơn rất chi là đẹp, hàng đơn thì lá nó ít lỗi và hàng nó rất chi là đặc biệt, lá rất đẹp, có lá to lên tới 6 cm các bác nhé. Và đơn số 1 số chúng em bán với giá là 200k. đây là một rẻ và đây là một tép cực đẹp luôn. Nói đến tép là trước em đã mua 150 một tép hàng kiếm tiên vũ này về trồng 150.000 đấy, bây giờ rất chi là rẻ. Đây, san sẻ cô chú anh chị trồng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200k, 200k không đến 40.000 một tép cho đơn số 1 các bác nhá. Đơn số 1 200k đấy, lại vòi hoa của nó đó. Rồi, đơn số 1 200k. Tiếp theo sang đơn số 2. Sang đơn số 2 gồm 2 rề. Đây là rề số 1. Đây, lá rất láng, rất sáng, rất bóng. Đây là rẻ số 2. Đây là rẻ số 2. Đây, tép này rất chi là đẹp này.
Đấy, hai giày này em bán với giá là 200k cho đơn số 2. Đơn số 2 cũng 200k. 200k cho đơn số 2 các bác nhá. Đấy, hàng rất xanh rất đẹp. Tiếp theo sang đơn số 3. Đơn số 3 lá cực to này. Lá tầm 5cm trở lên, trên 5cm. Đấy, lá cực kỳ là to. Đơn số 3 này em bán với giá là 250k. Đơn này cực đẹp luôn. Đơn này cực chất, cực đẹp luôn. Các bác nhìn này. Cho đơn kiếm số 3 các bác nhá. Tiếp theo sang đơn kiếm số 4. Đơn số 4 một đơn xanh. Một đơn xanh, một rè xanh này, cú này, xếp rất đẹp. Em khẩu cho anh cái. Đấy, một đơn xanh này cực đẹp luôn. Xanh gì luôn. Giờ em quay lại. Đơn số 4 này em bán với giá là 300k. Nâng hẳn lên, nâng đứng. Đúng không? 300k cho đơn số 4, đơn kiếm xanh số 4. Rồi, ok. Tiếp theo sang đơn số 5. Đơn số 5 với một dè. Một dè lùn. Hàng vàng chanh rất đẹp. Đơn số 5 rất đẹp này. Đơn số 5 này em bán với giá là 350k. Đơn này là trên 10 tép các bác nhé, với 10 mấy tép. Hoa kỳ duyên, hoa sổ số các bác nhé. Hoa kỳ duyên, hoa sổ số. Đơn này em bán với giá là 350k cho đơn số 5. Em quay mặt lại đây. Đấy, đơn này cực đẹp luôn. Kể cả thân, cả tép, cả củ này. Nó xếp này. Xếp rất chi là đẹp luôn. 350k cho đơn kiếm số 5. Rồi, ok em. Ok. Tiếp theo sang đơn số 6. Đơn số 6 một đơn xanh gì luôn. Đây, một đơn cực xanh, cực chất luôn. Đấy, hàng xanh đấy. Củ to. Củ cực kỳ to. Đây không biết là mầm hoa hay là mầm đấy này. Đây không biết là mầm hoa hay là mầm tép. Các bác nếu mà về gặp hoa thì các bác sẽ được chơi hoa luôn. Kiếm thì cắt chọc của nó vẫn ra hoa. Nên bình thường. Đơn số 6 em cũng bán với giá là 350k. Đơn xanh cực đẹp này. 350k cho đơn kiếm số 6. Hàng thân tơ không? Rồi ok. Xoay lại các bác xem. Ok, 350k cho đơn kiếm số 6 các bác nhá. Rồi ok. Tiếp theo sang đơn số 7. Sang đơn số 7 em bán với giá là 400k cho một dè cực to này, lá bóng, lá láng này. Lá sáng này. 400k đơn này với củ to. Thân tư nhiều. Trên 10 tép củ to này. Nếu mà cân cái này thì phải tầm 3 cân là ít. Thật đấy. 400k cho đơn số 7. Hàng lá cực sáng, cực láng luôn. Rồi ok. Đơn số 7 400k. Tiếp theo sang đơn số 8. Đơn này thì cực đẹp luôn các bác này. Từ lá đánh thân, từ đánh củ của nó nữa. Củ nó rất chi là đẹp, củ cực kỳ là to. Hàng phành ra này. Củ này phải tầm chiều ngang phải gần 10cm. Nó trên bẹ này mới hơn. Rất đẹp, củ rất to. Đây này. Củ lá thân lá cực đẹp luôn. Đơn này em bán với giá là 450k. 450k cho đơn kiếm số 8 này, đơn này cực đẹp luôn. Đơn này các bác nhận thì thôi rồi. 450k đơn kiếm số 8 này, củ cực to, cực đẹp, củ xếp cực tốt. Nói chung là không phải nói gì nữa, cực đẹp luôn. Ok em. Đơn số 8 450k. Tiếp theo sang đơn số 9, tương tự vậy em cũng bán với giá là 450k. Hàng xanh. Đấy. Xanh và chất. Hoa thì sổ số bác nào may mắn thì được hoa hàng va, hoa vàng. Còn không có đồng đều thì giống như hoa khi nãy em đăng đấy. Những bông bầu cũng rất có giá trị. Đơn số 9 này em bán với giá là 450k. Thân xanh số 9 này. Đấy, bán lá thì to sự đồng đều. 450k cho đơn kiếm số 9. Ok. Ok. Tiếp theo sang đơn số 10. Sang đơn số 10 một đơn cực đẹp, cực chất này. Em bán với giá là 500k. Đây, khi nãy em đi tìm cái thước mà không thấy. Các cái đơn lá cực to, cực đẹp này. Đơn này em bán với giá 500k, đơn xanh số 10 nhé. Đơn xanh số 10, 500k. Đấy, em hạ thấp xuống một tí cho các bạn. Cực đẹp, cực to luôn đấy. Không phải là hàng nhỏ đâu.
kiếm là phải kiếm thế này chứ. 500k cho đơn kiếm số 10, ok à. Đấy. Tiếp theo sang đơn số 11, em báo với giá là 550k. Một rè cực đẹp luôn. Em nâng lên cho. 550k cho đơn số 10. À 11, chưa nói. Đơn 11 550k. Rồi em quay cho bác xem. Vòi hoa không này, nhìn vòi hoa dài này. 2 3 4 5 vòi hoa luôn này. Một lúc mà xóa 5 vòi hoa thì quá chi là đẹp. Ok không? Lúc 5 vòi hoa luôn, 5 vòi hoa cũ của nó đấy. Rồi ok. 550k. 550k đơn số 11. Tiếp theo đơn số 12. Một đơn xanh cực đẹp luôn, lá xếp này các bác này. Đơn số 12 em cũng bán với giá là 550k các bác nhá. 550k đơn 12. Ơ khéo khéo khéo. Nâng lại. Bình tĩnh, run này lên sóng run. Hồi hộp. Đơn số 12 em bán với giá là 550k, em xoay tròn cho các bác xem. Rất là to, rất chưa được nhiều tép bác nhá. Không phải ít đâu, rất chưa được nhiều. Đơn này cực to luôn. Rồi quay lại đi. 550k đơn số 12, ok. Một chàng trai rất chi là đẹp trai, anh đang FA. Rồi, ok, đơn số 12 550k. Tiếp theo đơn 13. Đơn 13 nói chung là càng về sau thì càng đẹp các bác. Đây. Bác nhìn đơn 13 lá còn võng kiểu rất chi là đẹp luôn. Đơn số 13 em cũng bán với giá là 550k. Rồi, 550k đơn 13. Đấy, đơn này quá đẹp luôn nhỉ. Đấy, lá thì to. Rất được nhiều các bác nhá. Mười mấy tép là bình thường. Phải tầm mười mấy tép, tính ra là không đến 50.000 một tép đâu. 550k đơn số 13, ok em. Tiếp theo sang một rè to số 16, hàng thần lá thì phải nói là cái đơn này là xanh nhất trong cái lô hàng này. Rồi em cầm lại cho anh với. 600k. 600k đơn số 14. Đơn này cực đẹp luôn. Đấy, lá các bác nhìn xem, không phải nói nhiều, các bác cứ nhìn là biết thôi. Từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Đấy. 600k đơn số 14, ok không? Hàng cực chất, cực đẹp luôn. Bao đẹp cho các bác luôn đấy ạ. Tiếp theo sang đơn số 15. Đơn số 15 cũng một rè xanh, lá cũng thế luôn. Đây. Giống như đơn kia, đơn này em cũng báo với giá là 600k đơn 15 các bác. 600k đơn số 15. Không em xoay cái mặt của nó. Không ạ. Rồi, cứ xoay đi, xong cái mặt, xoay quay mặt lại nữa. Chính diện. Quay nữa. Đúng rồi, đó. 600k đơn số 15. Ok em, đợt cực đẹp luôn. Đơn này quá không có chê đâu. Rồi, ok. 600k đơn 15, đấy, nhìn xuống các bác là biết đấy. Quá chỉ là phê, 600k đơn 15. Tiếp theo sang đơn 16 với một rè khủng này. Tính kg này phải hơn gần 5kg. 800k đơn số 16 đơn cực đẹp này. 800k đơn 16 đơn này gần 5kg các bác. 800k. Đấy, đơn quá đẹp luôn, hàng lùn đấy ạ. Từ cú tiếp to thân lá này, hàng lùn. 800k đơn số 16, ok. Đơn 17 với một rè này cũng gần 5kg các bác nhé. Đơn 17 này em bán cũng với giá là 800k. 800k, à đây hình như là mầm hoa hay là mầm tách này hay là mầm hoa này. Mầm hoa đó. Mầm hoa các bác có vẻ ngắm hoa luôn đó. Đây nữa sao đây? Hoa vẫn nở bình thường mà. Đây là hoa vẫn nở trên đây. Tính cho bác xem. Đơn 17, 800k. 800k cho đơn 17, con lá cực to này. Cực đẹp này, nhìn ngoài nó còn đẹp hơn nhiều bác nhá. Nhìn ngoài thì nó đẹp hơn nhiều. Rất chi là to, rất chi là nhiều thân. 20 thân là ít. Đơn 17 800k, ok. Tiếp theo sang đơn 18. Đơn 18 là gần 6kg. Đơn này lá cực to. Cực đẹp. Đúng là kiếm đó. Lá phải tầm 5cm hơn. Đơn này em bán với giá là 1 triệu. 1 triệu cho đơn số 18 gần 6kg đấy. Cũng có hơn 100.000 1kg đấy. Đấy, lá cực to, cực đẹp luôn. Úi trời, đẹp lắm. Thế nên là làm cái này ảnh đại diện.
À, đơn 18 này là 1 triệu bác nhá. Gần 6 cân nhá, 6 cân nhá. Hơn đấy. Ờ ok em, 1 triệu cho đơn 18. Đẹp luôn. Sau đơn 19 này, đơn này vẫn lá với tầm 6 sen các bác này. Đây, lá này, lá tầm 6 sen cái bàn tay của em. Đây cái lá này to nhất. Đây. 6 sen là cái chắc. Có khi hơn 6 cm luôn. Tí nữa em lấy thước em đo. Nếu bác nào cần thiết nữa thì em sẽ đo chụp hình ảnh cho các bác. Đơn này 6 kg, hơn em bán 1 triệu mốt. 1 triệu mốt cho đơn 19, đơn cuối cùng. Cầm đỡ luôn. Không đứng. À đây mầm, ui mầm nó sáng cực kỳ luôn này. Mầm hồng và sáng này. Đó mầm hoa hay là mầm, mầm hoa hay là mầm đấy. Đơn cuối cùng 19 là lá 6 sen hơn này. Em bán với giá là 1 triệu mốt, hơn 6 kg, 1 triệu mốt. 1 triệu mốt cho đơn 19, lá 6 sen, ok à. Rồi. Cảm ơn em. Vâng, à, mặt hàng hôm nay chúng em có thể... À, quên. Đây còn à, hàng xả 120.000 cho 3 kg đây. Hàng lộn xộn các bác nhá. 120.000 này, 3 kg. Bác phải chịu khó trồng. Còn đống này đấy, 120.000 cho bác nào à, nhanh tay alo em sướng. Xanh có, vàng có, ngắn có, dài có đây. Lá nó lỗi các bác về cái đấy. Ok. 120k. Chú có đơn hàng xả này, hàng lỗi có cả lá vàng các bác nhá. Chứ không phải là đấy đâu, không có bác về là bảo em đấy. Đóng này. 120.000. Em có những chậu mạc. Mạc xuân đang hoa, đang nụ. À, hàng mạc xuân này thì hoa thường nở vào Tết. Hoa thường nở vào Tết. À, em lên cho các bác ngắm một chút về vườn kiếm và phi điệp của em. Bác nào có nhu cầu về phi điệp thì vẫn cứ alo cho em. Kiếm thì em trồng ở dưới đây. Đấy, rất đẹp, bây giờ dân người ta rất ưa chuộng kiếm. Đấy, kiếm em trồng đấy. Bác thấy ok à? Đây là cái Phú Thọ. Trồng cây rất khỏe luôn. Cá nó đẻ những ba rễ đang mọc mầm này. Đây đẻ những 3-4 đấy này. Kiếm này đẻ rất chi là nhanh. Đây, đây nách đây là 4 rồi. Một lúc 4 con này. Đây, rễ bắn là mầm. Mời các bác ngắm chút phi điệp. Dạ vâng, tôi cuối cùng em xin chào và kính chúc tất cả các bác. Chúc các bác một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình, bên người thân. Cảm ơn các bác đã ủng hộ shop em trong thời gian vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn.